Vài ngày trở về ăn Tết với gia đình, tôi đến từ giã chị Bông, người chị họ duy nhất còn đối xử thân tình với tôi. Chị Bông ơi, chị Bông có nhà không chị Bông? Ai vậy? Cậu Huy đó hả? Trời mèn đét ơi. Dạ. Dữ ác không? Tới mùng năm rồi mới thấy. Dạ. Tới nhà chị nghe. Thôi. Dạ. Vô nhà ăn bánh mứt đi cậu. Đi. Dạ. Huy, ngồi ghế đi cậu. Dạ, chị ngồi đi. Đi đường xa chắc là mệt dữ lắm phải không cậu? Nè, cậu uống miếng nước cho khỏe đi. Sao rồi, cậu ăn Tết có vui không vậy? Lâu quá tôi mới gặp cậu á nghe. Chú Hẹn bên nhà cũng khỏe hả cậu? Dạ, chị Bông. Dạ, cảm ơn chị Bông. Ba em vẫn khỏe, nhưng mà cũng lớn tuổi rồi, nên cũng cảm mạo ho he dữ lắm chị à. Vậy hả? Rồi bệnh tình của cậu sao rồi? Cậu có giảm chút nào không vậy? Dạ, cũng giống như là trái cây bị sâu ăn vậy đó chị. Thịt thì mất dần, tay chân thì bị co quắp, càng ngày càng bị mất dần. Thiệt là tội nghiệp cho cậu quá đi. Thôi, để chị lấy bánh mứt cho cậu ăn nghe. Tết á, bánh mứt á, có một mình chị ăn không có hết. Cậu ăn đi. Dạ. Thèo lèo cứt chuột không à. Dạ. Ở dưới quê không à. Dạ. Cậu ăn được cái gì cậu cứ ăn, cứ tự nhiên giống như ở nhà nghe cậu. Dạ, cảm ơn chị. Chị Bông à, em định đi Dũng Cây Dừa, Quy Nhơn để chữa bệnh. Dũng Cây Dừa là ở đâu vậy? Sao mà chị nghe lạ quắc vậy cậu? Dạ, ở đó là Quy Nhơn Bình Định, thì cách ở đây cũng hàng trăm km. Chị cũng cầu xin ơn trên cho cậu được gặp thầy gặp thuốc để mau hết bệnh. Chị à, nếu em không tìm được tới nơi thì chị cứ coi như là em chết đâu đâu đó rồi nghe chị. Thôi đi, cậu cứ đi chữa bệnh trước cái đã, rồi nếu được á báo tin cho chị biết. Dạ. Mà em có gặp rủi ro gì á thì chị sẽ lấy ngày này hàng năm để nhớ tới cậu. Hôm sau, tôi lên đường tìm đến Dũng Cây Dừa, còn được gọi là Quy Hòa. Vì không biết đường nên tôi đi lạc mất mấy ngày. Tiền thì không còn, trời lạnh như cắt thịt da. Bụng tôi đói cồn cào ruột gan, nên tôi tìm đến nhà một bà giàu phú hộ kia, hy vọng bà cho một bát cơm nguội và xin trọ lại qua đêm. Bà ơi, cho con xin chén cơm đi bà, con đói bụng quá. Nhà tao đâu phải chạy tới bần đâu mà vô đây xin. Đi đi, ở đâu vậy? Dạ, con bị phong. Mấy hôm nay không ai cho con chén cơm nào hết. Mày đi giùm tao cái đi, đi đi. Bà ơi, tao không có cái gì để cho mày đâu, mày bà đi cho đi. Con xin chén cơm đi bà. Thôi, ở đây không có cơm nước gì hết. Đi, để tao kêu người bắt. Đuổi đuổi nó đi giùm tao cái coi. Thôi, đi giùm đi ông ơi. Mình định có một bữa ăn ngon, có một chỗ ngủ tốt để mà lên đường, để mình tìm đến những cái trại phong để mình chữa bệnh. Và trong cơn đói khổ tận cùng, tôi chợt nhớ đến hai mẹ con Thiếm Năm ở gần đâu đây. Tôi lê lết tìm đến nhà Thiếm Năm, hy vọng hai mẹ con Thiếm Năm còn nghĩ đến ơn xưa nghĩa cũ mà cho tôi một chén cơm cho đỡ đói. Dậu ơi. Dạ, thầy hai.
Dạo giờ này em vẫn còn đang may hả? Dạ. Thầy hai. Dậu, ai đó con? Thầy hai mẹ ơi. Thầy hai nào? Thầy hai dạy mai cho con đó mẹ. Cậu Huy. Dạ. Cậu Huy đi đâu đây? Dạ, dạ con có chút chuyện đi ngang qua đây. Thím dùng cơm chưa ạ? Tôi ăn rồi. Tôi với nó ăn hồi còn sớm lận. Dạ, dạ. Nhưng mà con xót ruột quá. Thím làm ơn làm phước nấu cho con một miếng cơm ăn với nước mắm kho quẹt cũng được ạ. Ngày mai sáng con sẽ đi sớm ạ. Dạ. Để tôi lo cơm cho cậu nghe. Dạ. Dạ con cảm ơn ạ. Mẹ, sao mẹ không lấy chén mà lấy cái này kỳ vậy? Thôi kệ đi, ăn gì cũng được mà. Cơm của cậu đó, ăn đi nghe. Chừng nào muốn đi, đi nghe. Cuối cùng tôi cũng đến được ga xe lửa để đến trại Phong Quy Hòa. Xuống xe, tôi còn đang phân vân không biết đi về hướng nào thì gặp được chú Trọng, cũng đến trại Phong Quy Hòa để thăm con gái đang chữa bệnh ở đó. Tôi mừng quá, xin được cùng đi theo chú. Nãy trên tàu nó ồn quá, chú chưa kịp hỏi tên con. Dạ, con tên là Nguyễn Huy ạ. Dạ. Vậy hả? Nè, nhưng mà chắc bây giờ là đói bụng rồi phải không? Dạ. Thôi, mình tới quán đằng kia kìa. Tới đó kiếm gì ăn rồi xong rồi đi tiếp. Nè. Dạ. Con nhìn về hướng đằng kia kìa. Đó là Quy Nhơn, nơi mà nãy mình xuống ga xe lửa đó. Bây giờ đó, mình đi một đoạn nữa rồi sẽ tới chỗ nhìn xuống thung lũng, sẽ thấy đó là trại Quy Hòa. Dạ. Thôi đi. Dạ. Cẩn thận con chân nữa. Dạ. Đó, bãi biển dài, vào trong đó là trại Quy Hòa. Dạ. Cái thung lũng đó cháu thấy xa xa không? Dạ. Nhà thờ xa xa đó là trại Quy Hòa,
xưa có nhà thơ Hàn Mặc Tử. Dạ, ở đây cảnh đẹp quá. Chú Trọng à, con thích ở nơi này rồi đó. Thôi, đi. Dạ. Đi tiếp. Như có ông bảo vệ kìa. Dạ. Thôi thôi, đi vô đây. Dạ. Dạ, chào chú. Vâng, chào anh. Cho tôi vô kiếm sơ bề trên. Để rồi tôi muốn dẫn cho thằng cháu nè gặp sơ bề trên để xin được chữa bệnh cho nó. Dạ. Sơ ở đâu ạ? À? Anh cứ đi lối này nè. Dạ, đi đường này. Đi con. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Mời em vào. Dạ. Chào sơ. Sơ chào em. Hôm nay em đến gặp sơ có chuyện gì vậy? Dạ, con từ xa tới đây. Con bị mắc bệnh phong cùi ạ. Thì ở quê con có nghe nói Quy Hòa có ông Giê-xu chữa bệnh phong cùi. Dạ, nên con tính tới đây nhờ ông Giê-xu chữa giúp bệnh giúp con ạ. Ủa, ai nói với em vậy? Dạ, con có đọc trong một cuốn Kinh Thánh ạ. Dạ, nói ông Giê-xu chữa được 10 người phong cùi khỏi ạ. À, sư hiểu rồi, câu chuyện ở trong Kinh Thánh đó hả? Dạ. À, như vậy là em cũng mắc bệnh phong. À, bây giờ em có muốn gặp cái ông Giê-xu đó không? Dạ. Em có muốn nhập viện ở đây không? Sơ sẽ làm hồ sơ nhập viện cho em hả? Dạ, con muốn ạ. À, dạ. Như vậy thì sơ sẽ đưa chị em một bộ hồ sơ nhé. Em ra phía ngoài và em điền lại tất cả những cái điều cần thiết ở trong hồ sơ đó. Rồi đưa cho sơ để vô sổ của bệnh viện nha. Dạ, con cảm ơn sơ ạ. Thế là được sơ cho nhập viện, tôi mừng quá. Ngày đầu tiên vào trại, tôi không ngờ ở đây có nhiều người bị phong cùi như vậy. Tôi chào, thăm và hỏi chuyện họ. Tôi mới biết những người bị phong cùi ở đây thuộc đủ mọi thành phần. Nhà thơ, nhà văn, giàu, nghèo hay trí thức, con cùi không chừa một ai. Trại này có nhiều người bị tàn phế rất nặng. Có những người cục cả hai chân hai tay và cả hai con mắt cũng bị con cùi đục khoét hết. Hình hài của họ trông không còn giống như con người. Nhìn họ mà tôi thấy quá sợ hãi và thương cảm cho đời họ. Tôi nghĩ nếu không được vào đây chữa trị sớm thì sau này tôi cũng sẽ bị tàn phế như họ. Tôi thầm cảm ơn bà Master đã cho tôi cuốn sách và bà chủ quán nhân hậu đã chỉ đường cho tôi đến nơi này để kịp thời chữa trị. Vì tay chân tôi chưa bị tàn phế, nên ngày ngày tôi phụ giúp với Master săn sóc giúp đỡ cho các bệnh nhân tàn phế nặng. Lòng tôi cảm thấy hân hoan, phấn khởi, không còn thấy chán nản tuyệt vọng như trước nữa. Ủa, Duyên, em đi đâu tới đây? Kiếm anh có chuyện gì vậy? À, sao, có chuyện gì vậy? Anh à, hồi tối em đi rạp hát á, Sơ có nói với em là về nói với anh á, là trưa mai Sơ sẽ dẫn anh xuống nhà Mai và giới thiệu anh với mọi người và nhờ anh quản lý cái nhà Mai đó luôn.
Nếu anh về làm thì vui lắm. Dạ. Dạ con chào các cô, các chú. Hôm nay là một ngày vui đối với bệnh viện chúng ta, vì nhờ những ân nhân ở nước ngoài mà chúng ta có được một cái xưởng may nhỏ. Đây là anh Quy có được một cái nghề may trước rồi và có một tay nghề rất là cao. Và sơ sẽ đặt anh Quy là coi trưởng ở đây. Anh Quy sẽ sẵn sàng dạy cho tất cả chúng ta ha. Tất cả có đồng ý không? Dạ. 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 Kính thưa sơ và các anh chị em kính mến ở đây. Thì khi con tới đây thì con rất là rụt rè, bỡ ngỡ và cảm thấy rất là mặc cảm. Sau 6 tháng thì với tình thương của sơ và tất cả các anh chị em ở đây thì đó cũng là một bài thuốc chữa lành cái vết thương ở trong và ở ngoài của tâm hồn của con. Dạ. Thực ra thì kính thưa sơ, con muốn nói thêm là con và tất cả các anh em ở đây là những người bệnh hủi, bệnh phong, bị xã hội xa lánh, kỳ thị. Nhưng mà với tình thương của sơ thì con về đây, con thấy tất cả anh em ở đây để sống với nhau rất là chan hòa, giống như là một gia đình vậy đó. Cậu Quy mới vô chưa biết đó, vì trại chúng ta có rất là nhiều ân nhân ở bên Mỹ đó. Dạ. Cứ hàng năm thì người ta về đây để thăm viếng. Dạ. Và giúp đỡ những người ở đây và giúp đỡ cho những phần dinh dưỡng cho những bệnh nhân rồi. Dạ. Giúp đỡ thêm cho các em học sinh có điều kiện đến trường. Còn những người mà có thể lao động được thì người ta giúp vốn để giúp cho người đó có thể tự túc ở trong đời sống của mình, có một cuộc sống. Dạ. Tốt hơn. Xã hội thì sợ những cái người bệnh như vậy. Nhưng. Dạ. Mà có những cái tấm lòng này thì họ rất là cảm thông cho những người bệnh như chúng ta. Cho nên cứ an tâm. Họ còn coi những người như chúng ta là bạn của họ nữa đó. Yên tâm đi. Dạ, thật vậy hả sơ? Con cũng mới tới nên con chưa gặp họ lần nào hết. Chúng con bị cùi hủi, sắp kém như thế này mà họ chịu nhận chúng con là bạn thì thật là niềm vinh hạnh và an ủi chúng con sơ à. Hay quá. Sau 3 năm nhập trại chữa bệnh, nay tôi đã hoàn toàn hết bệnh. Trong thời gian ở đó, tôi đã quen một người con gái tên Duyên, cũng vào đây chữa bệnh. Chúng tôi yêu thương nhau và muốn kết duyên thành vợ chồng. Nhưng Duyên lo ngại, không biết bệnh này có lây lan hay di truyền cho con cháu sau này không. Tôi bàn với Duyên nên vào hỏi sơ cho yên tâm. Chào sơ à. Quy hả? Dạ. Dạ, con chào sơ. Chào con. Mọi người vô ghế ngồi đi. Dạ. Chuyện tình cảm của hai đứa tới đâu rồi? Bao giờ thì sơ được uống rượu mừng của tụi con vậy? Dạ. Hôm nay thật ra con cũng muốn lên đây để nghe sơ dạy bảo. Con với Duyên đúng là còn đang lo lắng một chuyện là khi sinh em bé ra, không biết là cái bệnh đó bị di truyền qua con cháu chúng con không ạ? Theo sư biết á, thì sau khi mình đã điều trị xong rồi đó, thì nó không còn bị lây nữa đâu. Bị lây á, là chỉ dành cho những người mà có bệnh phong mà không biết để chữa đó, thì nó mới lây. Còn khi mình đã điều trị rồi á, thì cái di trùng đó nó đã được khống chế rồi, sẽ không sao đâu. Dạ. Và cái thứ hai á, thì về bệnh phong á, thì nó cũng không có di truyền. Nó không di truyền. Vậy các con cứ an tâm đi, tự tin thôi. Lo cho cuộc sống của mình, đừng quá lo lắng. Dạ, cảm ơn sơ. Về bệnh phong á, thì có nhiều loại bệnh phong. Và người ta có thể mắc bệnh mà nếu như người ta không điều trị kịp á, thì nó có thể để lại một các di chứng. Như là nó bị co rút, như là nó bị khi mà mình không có biết đó thì mình có thể giẫm lên cái này cái khác đó, thì bệnh phong nó là không có cảm giác
Vì thế nó sẽ để lại một cái vết thương. Và nói chung là lâu ngày mình không chăm sóc đó, thì cái vết thương đó thì nó sẽ để lại tàn phế. Biết bao nhiêu người qua đây điều trị và họ đã khống chế được cái bệnh. Vậy ha, không phải lo lắng gì hết. Để cho cuộc sống của mình nó vui và hạnh phúc nha. Con cảm ơn sơ nhiều lắm. Xin Chúa chúc lành cho tụi con nha. Dạ, cảm ơn sơ. Sau cùng, chúng tôi đã lấy nhau và có con. Các cháu khỏe mạnh bình thường. Và gia đình chúng tôi được hòa nhập vào với xã hội đời thường, sống như bao gia đình khác. Quý vị đã xem cuộn phim nói về cuộc đời của chồng tôi. Đó là quãng đời bất hạnh của ông đã trải qua. Chồng tôi đã mất năm 2013. Ông đã nhắm mắt ra đi thanh thản. Ông đã kết thúc chuyến lữ hành trần thế. Hồn ông bay bổng chốn cao xanh. Nơi đó ông không còn mang hình hài cho đời khiếp sợ. Xin cảm ơn quý ân nhân đã thương giúp chúng tôi tiền ăn nhiều năm qua và nhu cầu cần thiết trong trại. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì biết rằng quý ân nhân ở nước ngoài vẫn mãi xót thương cho hoàn cảnh của những người phong cùi. Kính thưa quý vị, đó là những đắng cay tủi nhục của những người phải mang chứng bệnh phong cùi. Những ai đã mang chứng bệnh này, nó sẽ kéo theo bao hệ lụy đến cho cuộc đời của họ và cả con cháu sau này. Nếu không được quý ân nhân thương cảm, giang tay cứu vớt, thì đời của họ sẽ phải gục ngã trước những lời khinh chê miệt thị của xã hội. Quý ân nhân là chiếc phao để họ được bám vào, bơi vào bờ giữa dòng thác lũ cuốn trôi. 22 năm qua, nhờ sự chia cơm xẻ áo của quý ân nhân mà người phong cùi đã thoát ra khỏi cảnh nghèo đói và tủi nhục. Các con em họ được bước chân vào đại học và đã tốt nghiệp nhiều ngành nghề trong xã hội. Ngày nay đã có nhiều con cháu họ có việc làm tốt, nghề nghiệp vững vàng, có địa vị tương đối cao trong xã hội. Các em hãnh diện hiên ngang bước vào đời mà không còn mặc cảm như xưa. Mỗi khi về thăm họ, chúng tôi đã thấy được niềm vui, hạnh phúc trong ánh mắt ở độ sâu của cõi lòng biết ơn. Tạ ơn trên cho chúng ta được nối dài vòng tay nhân ái để trả lại cho những người phong cùi quyền làm người và tái tạo con cháu họ vào đời sống mới. Lòng hảo tâm của quý ân nhân như một thông điệp gửi cho các em hiểu rằng dù sau này đời các em có là gì cũng phải biết sống có tình người, tình dân tộc, yêu thương và bác ái với những người khổ đau. Thay mặt cho đồng bào phong cùi tại Việt Nam,
Hội bạn người Cùi chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị hiện diện nơi đây, lòng biết ơn và quý mến mà quý vị đã dành cho hội trong suốt 22 năm qua. Thời gian 22 năm là chiếc thước đo việc làm của hội và cũng là nhịp cầu yêu thương nối liền giữa chúng ta và những người bất hạnh phong cùi tại quê nhà. Thưa quý vị, nhìn lại 22 năm trước đây, chúng tôi vỏn vẹn chỉ có vài ba người cư ngụ tại Nam California đứng ra thành lập hội với tâm nguyện làm một việc nhỏ nhoi giúp cho những người cùi tại Việt Nam. 22 năm sau, có nhiều người đến với hội bằng nhiều cách khác nhau. Có người giúp của, có người giúp công và có nhiều người giúp lời cầu nguyện. Chính vì thế mà hội bạn người Cùi chẳng những duy trì tồn tại đến ngày hôm nay mà còn đang phát triển. Vâng, từ việc giúp đỡ lúc ban đầu chỉ cho một số những bệnh nhân, nay hội đã đến hầu hết các trại phong từ Nam chí Bắc, từ những nơi xa xôi, rừng sâu đến những buôn làng trên vùng cao nguyên. Tổng cộng hơn 4.000 bệnh nhân phong đang sống trong cảnh cơ cực, nghèo nàn, tủi hổ, hàng tháng vẫn nhận được sự giúp đỡ, tiền ăn của quý vị. Đặc biệt, con em của họ, hội ưu tiên, nâng đỡ, khuyến khích và cấp học bổng cho các con em từ tiểu học lên đại học hoặc cao hơn nữa để có kiến thức, có bằng cấp, có việc làm tốt ra ngoài xã hội, không bị mặc cảm, kỳ thị và người đời khinh bỉ. 22 năm qua, với biết bao những công việc đã làm, chúng tôi không dám nhận, tự hào vì chính những thành quả đó được ngày hôm nay là do biết bao tấm lòng nhân ái của quý vị đã dành cho những người Cùi Việt Nam. Tạ ơn trên, người vẫn thương người. Một lần nữa, hội bạn người Cùi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi nhạc hội hôm nay. Chúc quý vị được một ngày thật vui và trong lúc tiếp đón quý vị, nếu có điều gì sơ suất, xin quý vị rộng tình thứ lỗi. Trân trọng kính chào. Chúng ta vừa nghe lời chào mừng và cảm ơn của ông Nguyễn Văn Công, hội trưởng và thay mặt cho ban chấp hành của hội. Và bây giờ để mở màn phần văn nghệ ngày hôm nay, kính mời quý vị hãy đến với đoàn vũ Lạc Hồng trong một điệu múa dân tộc. Kính mời quý vị hãy chào đón đoàn múa Lạc Hồng.
Kính thưa quý dân nhân, quý nhà hảo tâm, thì ở nước ngoài cùng quý vị trong đoàn đem những món quà quý báu về để mà tặng cho bà con, đặc biệt là ở trại Phong Bến Sắn này. Thì hôm nay thì tôi cũng được hân hạnh được tham dự. Thì xin thưa quý vị, đối với tình thương của quý vị đã nhín ăn nhín mặc mà góp kẻ ít người nhiều để gửi về quê cha đất tổ, đặc biệt tặng những người bệnh tật nghèo khó cút côi cơ nhở, đây là một món quà phải nói rằng rất là quý báu và trân trọng, trân trọng vô cùng đó. Thì trong cái những món quà hôm nay mà quý vị trong cái buổi họp mặt để nói lên những cái sự thực mà quý vị đã góp nhặt, những cái công lao, những cái mồ hôi của quý cô bác để về giúp đỡ cho quê hương đó. Thì đây là một sự thật để chứng minh. Ở đây thì bản thân chúng tôi thì cũng thấy được điều này. Phải nói rằng cái tinh thần của quý vị rất là cao đó. Cho nên ở đây bản thân chúng tôi đứng về góc độ Phật giáo thì chúng tôi thấy rất là trân trọng. Mà quý vị làm được những điều này đó, thì phải nói rằng quý vị đó đã thể hiện cái tình thương của chư Phật, của chư Tiên, của Hiền Thánh mới làm được điều này đó. Chứ nếu mà chúng ta không thể hiện được cái tình thương của chư Phật, Tiên, Hiền Thánh thì chắc không làm được điều này đâu. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Hộ Pháp Chư Thiên gia hộ cho quý vị ở bên kia đại dương đó, luôn luôn được dồi dào sức khỏe, vạn sự lành,